Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin số 3 năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Bản tin số 3 sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây. Làm việc với Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau. Hội nghị giao ban tháng 4 năm 2019. Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa năm học 2018-2019. Hội thảo công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Mở Hà Nội. Tư vấn tuyển sinh trực tuyến năm 2019. Tọa đàm sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khai mạc và thi vòng loại cuộc thi Olympic thi học tiếng Anh không chuyên năm 2019. Chất lượng giảng dạy không ngừng nâng cao, công nghệ tiên tiến, có kinh nghiệm và uy tín là những tiêu chí hàng đầu khiến cho rất nhiều các trung tâm giáo dục cũng như các doanh nghiệp về giáo dục trong và ngoài nước mong muốn được hợp tác với Đại học Mở Hà Nội. Và trong ngày 1 tháng 4 vừa qua, đại diện lãnh đạo nhà trường, tiến sĩ Dương Thăng Long, phó hiệu trưởng đã có buổi làm việc với ông Trương Quốc Lâm, giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau về vấn đề này. Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau được chủ động lựa chọn một đơn vị để hợp tác toàn diện. Và Đại học Mở Hà Nội chính là sự lựa chọn cuối cùng. Trong buổi làm việc, ông Trương Quốc Lâm bày tỏ mong muốn được hợp tác ở hai hình thức đào tạo đại học từ xa và đào tạo ngắn hạn. Ông chia sẻ, Đại học Mở Hà Nội là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện giáo dục mở để phát triển quy mô, luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phương thức đào tạo từ xa trong chiến lược phát triển giáo dục và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của người học. Đáp lại, tiến sĩ Dương Thăng Long đã thể hiện niềm mong muốn hợp tác và cũng khẳng định, với những kinh nghiệm, sự phát triển và những thành quả đã đạt được, Đại học Mở Hà Nội chắc chắn sẽ là đối tác tin cậy và có thể đáp ứng được mọi nhu cầu trong chương trình hợp tác đào tạo giữa hai bên. Hội nghị giao ban tháng 4 năm 2019 được tổ chức vào chiều ngày 5 tháng 4 tại Hội trường A Đại học Mở Hà Nội. Nổi bật trong hội nghị là kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định trao cho tiến sĩ Trương Tiến Tùng, hiệu trưởng nhà trường. Qua đó kịp thời động viên, khen ngợi người đứng đầu đơn vị đã luôn quan tâm, sát sao chỉ đạo trong công tác phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội, cũng như định hướng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường. Công nhận những đóng góp không hề nhỏ của Trường Đại học Mở Hà Nội trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiến sĩ Trương Tiến Tùng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đặc biệt là phòng PA03 và mong muốn nhận được thường xuyên hơn sự chỉ đạo cũng như phối hợp chặt chẽ để Trường Đại học Mở Hà Nội triển khai tốt các văn bản liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sáng ngày 6 tháng 4 năm 2019, tại Nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã diễn ra tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa năm học 2018-2019. Tham dự có đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, các sinh viên đến từ 11 khoa chuyên ngành. Tuần sinh hoạt công dân sinh viên được tổ chức làm hai đợt, đợt 1 đầu khóa học và đợt 2 giữa cuối khóa học. Nếu tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm tập trung giúp nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, sinh viên, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ, chính sách, khen thưởng và kỷ luật, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên trong nhà trường, thì tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa và cuối khóa lại tập trung vào việc định hướng nghề nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế, giúp các bạn sinh viên có cái nhìn và hình dung cụ thể hơn về công việc sau này, cũng như có kế hoạch học tập, rèn luyện để đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Tham gia vào tuần sinh hoạt công dân, các bạn sinh viên cũng vô cùng hào hứng đưa ra các câu hỏi để thảo luận với giáo viên, các vị khách mời về những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở đối với ngành học của mình cũng như môi trường làm việc sau khi ra trường. Hy vọng rằng nhà trường sẽ nhận được nhiều hơn nữa những phản hồi tích cực từ phía các bạn sinh viên đã tham gia tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2018-2019. Công bố quốc tế vừa có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân các nhà khoa học, vừa là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp hạng trường đại học. Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế sẽ khẳng định chất lượng công trình nghiên cứu, thước đo năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập của các nhà khoa học. Chính vì vậy, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 6 tháng 4, tại Hội trường A Đại học Mở Hà Nội tổ chức hội thảo về công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên sau đại học trong và ngoài trường. Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, tại Trường Đại học Mở Hà Nội, song song với nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo, hoạt động công bố bài báo quốc tế đã được quan tâm, đầu tư. Nhà trường đưa ra các chính sách khen thưởng và hỗ trợ trực tiếp tác giả có bài viết công bố quốc tế.
tổ chức tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế, hỗ trợ giảng viên tham gia các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu tiên tiến và trang bị kỹ năng cho công bố nghiên cứu khoa học trên tạp chí, hội thảo quốc tế. Với một số các thầy cô thì đây là một trong những hoạt động khá là mới mẻ. Với chúng ta, có những thầy cô ngồi đây thì chúng ta cũng đã có những công bố quốc tế. Tuy nhiên là việc chia sẻ những kinh nghiệm từ các nhà khoa học, những người có kinh nghiệm trong cái hoạt động này là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối với những giảng viên trẻ. Và chính vì vậy thì Đại học Mở đã tổ chức cái buổi hội thảo này. Với tinh thần thẳng thắn, hội thảo đã thu hút được đông đảo các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự. Các phó giáo sư, tiến sĩ đến từ nhiều đơn vị khác nhau đã đưa ra những bản thảo luận hết sức hào hứng, khách quan, giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn, hiểu đúng hơn về công bố quốc tế cũng như những kinh nghiệm để tăng cường công bố quốc tế. Tư vấn tuyển sinh trực tuyến là một chương trình ý nghĩa của Trường Đại học Mở Hà Nội, nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm giúp các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh giải đáp được những thắc mắc về trường, về những ngành thuộc chương trình đào tạo. Và trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức livestream tư vấn tuyển sinh năm 2019 tại trường quay H1. Các buổi tư vấn được phát sóng lúc 19 giờ trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 4. Livestream tư vấn trực tiếp trên trang fanpage cũng như kênh YouTube chính thức của Trường Đại học Mở Hà Nội. Tham gia giải đáp thắc mắc có đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện lãnh đạo phòng quản lý đào tạo, đại diện lãnh đạo phòng công tác chính trị và sinh viên, đại diện đoàn thanh niên, lãnh đạo các khoa chuyên ngành, cán bộ, giảng viên và cựu sinh viên ưu tú. Các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể trực tiếp đặt câu hỏi khi theo dõi livestream, sau đó các cộng tác viên truyền thông sẽ tổng hợp lại và gửi những câu hỏi đó cho ban tư vấn. Những câu hỏi phổ biến và phù hợp nhất sẽ nhanh chóng được ban tư vấn giải đáp cũng như đưa ra những lời khuyên cần thiết cho thí sinh. Việc phổ biến được những điểm mới, các quy định của quy chế tuyển sinh đại học năm 2019 và việc hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường cho thí sinh luôn là mong muốn của Trường Đại học Mở Hà Nội. Hy vọng các bạn học sinh có thể đưa ra cho mình sự lựa chọn đúng đắn nhất và ngôi trường mà các bạn sẽ học tập, sẽ cảm thấy hào hứng và sẽ cháy hết mình với đam mê trong suốt quãng thời sinh viên. 8 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường A, Trường Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Sở hữu trí tuệ là một trong các cam kết mà Việt Nam phải thực hiện khi tham gia Hiệp hội Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Đây là một trong những nội dung có tầm quan trọng cả về chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, góp phần phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống. Những vấn đề về thực trạng quyền sở hữu trí tuệ và nhận diện quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghiệp hiện nay, được và mất gì khi thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, cách khai thác thông tin sáng chế, làm sao để xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tất cả đều được tập trung làm rõ trong buổi tọa đàm, cũng như mong muốn đưa ra các khuyến nghị để các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường tích cực hội nhập, đảm bảo tôn trọng quyền sở hữu sáng chế, quyền tác giả, vừa đảm bảo khai thác một cách hợp lý các giải pháp kỹ thuật để có thể hưởng lợi từ kết quả hội nhập. Được tổ chức từ năm 2011, cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên hàng năm của Trường Đại học Mở Hà Nội thu hút hàng ngàn đoàn viên, sinh viên tham gia ở vòng sơ loại, sau đó sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tham gia vào vòng loại và vòng chung kết cấp trường. Sáng ngày 21 tháng 4, tại khu giảng đường khoa công nghệ điện tử thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức khai mạc vòng loại cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên năm 2019. Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, Phó hiệu trưởng, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, nhà trường cam kết luôn tạo điều kiện để sinh viên có được môi trường phát triển toàn diện, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp sinh viên khẳng định được năng lực, có được công việc phù hợp khi ra trường, đặc biệt là có thể khởi nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Cuộc thi Olympic tin học tiếng Anh không chuyên chính là một trong những hoạt động để khuyến khích sinh viên trau dồi kiến thức, kỹ năng phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Vòng loại cuộc thi năm nay thu hút 220 thí sinh đến từ 11 khoa chuyên ngành. Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi sẽ được nhận giấy chứng nhận từ ban tổ chức. Các giải thưởng chính thức sẽ có giấy khen và phần thưởng của Trường Đại học Mở Hà Nội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ xem xét đề xuất thành đoàn, Hội sinh viên thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho những sinh viên đạt thành tích tốt, có đóng góp cho công tác đoàn, hội của nhà trường. Qua các năm tổ chức, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng với giá trị hơn 200 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin số 3 năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại!